Khi răng vỡ còn chân răng thì chúng ta nên làm gì? Đầu tiên là công đoạn chúng ta sẽ nhổ chiếc chân răng sốt lại này ra. Và sau đó thì cái phần thân răng nó sẽ có một cái hốc. Và bác sĩ sẽ khoảng khoan một cái lỗ vào vị trí chân răng và ghép thêm xương vào đây. Sẽ chờ trong một khoảng thời gian để xương nhân tạo tích hợp với xương hàm. Sau đó thì bác sĩ sẽ tiến hành là khoan một lỗ ở vị trí mà tương ứng với cái phần ở chân răng mà xương đã lành này. Tiếp đó, bác sĩ sẽ đặt một cái chân răng implant vào chờ xương và răng nhân tạo tích hợp. Sau đó thì sẽ là đặt phần khớp nối lên trên và lắp một chiếc răng xứ, thế là xong. Sau thời gian 6 tháng thì chúng ta sẽ có được một chiếc răng ưng ý.